Cuộc sống của nữ nghệ sĩ Ốc Thanh Vân từ khi sang Úc định cư luôn là đề tài được công chúng quan tâm. Ít ai biết cô phải tập thích nghi từng ngày, khó khăn trăm bề với những khó khăn, đặc biệt là chuyện sắp xếp công việc với ba con. Đầu năm nay, Ốc Thanh Vân cùng ba con Coca-Cola và Cacao sang Úc. Cuộc sống của nữ diễn viên nơi xứ người nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Một mình sang Úc cùng ba con, dù thi thoảng chồng bay đi bay về hỗ trợ, nhưng không khó nhận ra cuộc sống của Ốc Thanh Vân nơi xứ người không dễ dàng. Trong một chia sẻ trước đó, nữ diễn viên bày tỏ sang Úc cô phải tự làm tất cả. Mỗi ngày Ốc Thanh Vân dậy từ 5 giờ 45 phút sáng khi trời còn tối để chuẩn bị bữa trưa cho các con. Nếu như ngày trước ở Việt Nam có bảo mẫu hỗ trợ, thi thoảng nữ MC mới phải nấu ăn cho các con hoặc ba bé sẽ ăn tại trường, thì nay công việc này do cô đảm nhận. Vừa là mẹ toàn thời gian, vừa đảm đương công việc chạy show bán hàng online và yoga, nên Ốc Thanh Vân càng bận rộn hơn. Mới đây Ốc Thanh Vân chia sẻ trên trang cá nhân clip ngắn. Trong video, nữ diễn viên cho biết cô phải gửi bầy con để đi làm. Trong clip, Ốc Thanh Vân ăn diện xinh đẹp, trang điểm đậm để chuẩn bị sẵn sàng cho công việc MC. Cô tự lái xe ô tô đi gửi ba con của mình. Con gái cô La ngồi kế bên ghế phụ, còn hai quý tử ngồi băng ghế sau. Biểu cảm hài hước của cậu út Cacao khiến người hâm mộ vì cười vì lém lỉnh. Bước xuống xe, Coca-Cola và Cacao chào mẹ và không quên gửi lời chúc may mắn đến người mẹ yêu quý của mình. Bye bye mommy, good luck mommy. Nụ cười hạnh phúc của Ốc Thanh Vân khiến người hâm mộ vui cùng cô. Bên cạnh những lời khen ngợi nhan sắc của bà mẹ ba con, nhiều người chia sẻ cùng cô về cuộc sống nơi xứ người. Thương chị, cố gắng lên chị nhé. Trong video, nàng Ốc cũng bật mí cô đã chuẩn bị kỹ cho show diễn. Bởi các tiết mục tối hôm ấy có đạo vị trí nên nữ MC ghi chú lại để nhớ chứ không cầm kịch bản lên sân khấu. Trước khi bắt đầu, cô ăn nhẹ sữa chua và các loại hạt để đảm bảo năng lượng làm việc, kiểm soát được vấn đề tiêu hóa. Đặc biệt theo nữ diễn viên phim Lật Mặt, việc ăn uống nhẹ nhàng cũng giúp bụng xẹp hơn, mặc gì cũng đẹp. Trong show diễn, cô chọn trang phục là áo dài Việt Nam. Từ khi cùng ba con sang Úc, Ốc Thanh Vân gặp nhiều tin đồn liên quan đến đời tư như sang Úc để định cư, ôm mộng đổi đời, ly hôn chồng sang Úc theo diện kết hôn giả. Trong buổi livestream gần đây, Ốc Thanh Vân chia sẻ cô quyết định sang Úc để ba con có môi trường học tập tốt hơn. Cô chỉ sang đây sống một thời gian để ổn định việc du học cho các con chứ không phải để đổi đời. Chồng Ốc Thanh Vân vẫn ở Việt Nam, thi thoảng sắp xếp thời gian qua thăm vợ con. Sang Úc, Ốc Thanh Vân cho ba con học ở một trường cách nhà không xa. Các con của nữ diễn viên phim Hương Phù Sa vẫn sử dụng tên tiếng Việt là Xuân Lâm, Linh Đan, Vinh Hy. Nàng Ốc từng chia sẻ rằng tên tiếng Việt của các con rất đáng yêu nên sẽ giữ nguyên dù thay đổi môi trường sống. Liên quan đến tin đồn ly hôn, nữ MC từng nói thẳng vợ chồng cô vẫn mặn nồng. Gần đây anh bay qua liên tục, hiện tại chồng tôi đang ở đây đến sau sinh nhật con gái. Sau đó anh vẫn phải về lại Việt Nam để lo mọi việc ở nhà, đặc biệt mẹ tôi lớn tuổi rồi. Những hình ảnh mới của hai vợ chồng được Ốc Thanh Vân cập nhật ngay thời điểm cô lên tiếng về tin đồn rạn nứt tình cảm với ông xã Trí Rùa.